Thưa quý vị, lần đầu tiên Nam tiến vào thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Sunshine Group đã mang theo mình những đứa con tinh thần và tất cả những gì tâm huyết và tốt nhất của tập đoàn Sunshine vào thành phố Hồ Chí Minh để chọn và xây cho mình một siêu phẩm căn hộ hạng sang, nơi được mệnh danh là căn hộ giác vàng, tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 Smart Living vào quản lý và vận hành dự án. Cùng với đó là toàn bộ mặt ngoài dự án được chủ đầu tư thiết kế và bàn giao full kính Louis 3 lớp đắt giá sang trọng và đẳng cấp bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu đến cho quý vị dự án Sunshine City Sài Gòn. Dự án được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn Sunshine Group, tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị, và ngay bây giờ đây Tấn rất vinh dự khi được mời quý vị cùng với Tấn đi xem những hình ảnh thực địa dự án Sunshine City Sài Gòn qua hình ảnh Flycam để xem dự án đã hoàn thành tới đâu rồi quý vị nhé. Thưa quý vị, hiện nay Tấn đang ở tại Sa Bàn cũng như nhà mẫu dự án Sunshine City Sài Gòn. Và ngay tại vị trí này đây, Tấn muốn chia sẻ cho quý vị 6 yếu tố cực kỳ quan trọng cho nhà đầu tư trước khi chọn mua dự án này quý vị nhé. Thưa quý vị, yếu tố đầu tiên để nhận định và đánh giá một dự án bất động sản có thực sự mang lại giá trị và đẳng cấp cho gia chủ hay không, đó chính là yếu tố vị trí. Nhất cần thị, nhị cần giang, tam cần lộ. Thưa quý vị, dự án Sunshine City Sài Gòn với 70% view sông Cả Cấm và sông Sài Gòn mang đến cho cư dân một không gian sống trong lành, thoáng mát, yên tĩnh và rất phong thủy. Ngoài ra, dự án Sunshine City Sài Gòn nằm ngay khu đô thị Phú Mỹ Hưng nên thừa hưởng tất cả những tiện ích đẳng cấp quốc tế như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, khu vui chơi, giải trí chỉ 3 đến 5 phút đi xe. Thưa quý vị, yếu tố thứ hai tôi muốn chia sẻ cho quý vị cũng chính là yếu tố mà hầu hết các nhà đầu tư đánh giá cực kỳ cao, đó chính là hệ thống kính Louis 3 lớp chạm sàn đắt giá sang trọng và đẳng cấp bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh được chủ đầu tư cũng như tập đoàn Sunshine Group thiết kế và bàn giao cho cư dân của mình. Thưa quý vị, với kính Louis 3 lớp này là loại kính có chất lượng và giá thành cao nhất hiện nay mà mới chỉ có một số ít chủ đầu tư tên tuổi trên thị trường sử dụng. Thưa quý vị, kính Louis 3 lớp này là loại kính không chỉ có tác dụng cách âm, cách nhiệt, chống rung, chống ồn, chống tia bức xạ mặt trời tốt mà còn mang đến sự khác biệt hoàn toàn với đẳng cấp sang trọng, tinh tế vượt trội so với những sản phẩm ở cùng phân khúc. Thưa quý vị, yếu tố thứ ba mang đầy trưng bày công nghệ, tập đoàn Sunshine rất tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng các giải pháp công nghệ mới nhất, công nghệ 4.0 Smart Living vào xây dựng, quản lý và vận hành dự án, mang đến cho cư dân một hệ sinh thái Sunshine trọn vẹn bao gồm
hệ thống an ninh bảo mật và hiện đại. Ngoài việc có nhân viên bảo vệ trực an ninh 24/24, thì dự án còn được đảm bảo an ninh tuyệt đối với hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID khi ra vào tòa nhà. Cùng với đó là hệ thống intercom kết nối từ bãi đỗ xe sảnh lễ tân đến căn hộ. Thứ hai đó chính là thẻ cư dân thông minh tích hợp 3 yếu tố cho phép cư dân có thể ra vào tòa nhà một cách dễ dàng, đồng thời sử dụng tất cả những tiện ích nằm trong hệ thống phân phối của tập đoàn Sunshine. Với thẻ cư dân thông minh này còn mang tính năng của một chiếc thẻ ngân hàng ATM có hạn mức lên đến 300 triệu đồng cho phép cư dân có thể thỏa sức mua sắm. Thứ ba, với ứng dụng Sunshine App rất thông minh và đặc biệt là rất dễ sử dụng. Với ứng dụng Sunshine App này giúp cho cư dân có thể tương tác trực tiếp với chủ đầu tư, giúp theo dõi tiến độ thi công dự án, giúp theo dõi lịch thanh toán dự án hay là hỏi đáp trực tiếp với chủ đầu tư và sẽ nhận được câu trả lời chỉ trong 5 đến 10 phút trở lại từ phía đại diện. Đồng thời, cập nhật những tin tức và những hoạt động của những dự án đã và đang triển khai trên thị trường được phát triển bởi tập đoàn Sunshine Group. Thưa quý vị, với ứng dụng Sunshine App này còn giúp cho cư dân có thể định vị được vị trí trống trong bãi đỗ xe và order vị trí đó cho riêng mình và đặc biệt là giúp quản lý các thành viên của gia đình mình một cách dễ dàng, gọi người giúp việc, nhân viên dọn phòng, giặt là đặt các dịch vụ tiện ích mua sắm tiêu dùng, gọi xe và đặc biệt là có thể điều khiển tất cả những hệ thống điện nằm trong căn hộ của mình như hệ thống ánh sáng, hệ thống điều hòa máy lạnh, bình nóng lạnh hay là rèm cửa tự động và rất nhiều ứng dụng thông minh khác nữa. Thưa quý vị, yếu tố thứ tư, dự án Sunshine Group được thiết kế theo xu hướng hiện đại. Ngoài kính lưu ý 3 lớp đắt giá sang trọng và đẳng cấp bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, thì dự án còn được thiết kế với đa dạng các loại hình bất động sản như căn hộ, shop house, office tower, sky villa có diện tích từ 70 đến 234 m vuông, đồng thời ở các tầng lẻ như 13, 15, 17, 19 v.v. chủ đầu tư dành 66 m vuông làm vườn treo thư giãn cho cư dân và gia đình. Đồng thời, dự án còn được chủ đầu tư thiết kế theo hình cánh quạt 3 nhánh giúp lấy gió và ánh sáng một cách tự nhiên, mang đến sự thông thoáng tối đa và tầm nhìn đẹp nhất cho từng căn hộ. Thưa quý vị, yếu tố thứ năm, dự án Sunshine City Sài Gòn được mệnh danh là căn hộ giáp vàng, nội thất bàn giao sang trọng, đẳng cấp, thông minh, hiện đại thuộc dạng luxury. Và để hiểu rõ hơn về nội thất bàn giao cũng như là chất lượng của sản phẩm thì ngay bây giờ đây Tấn rất vinh dự khi được mời quý vị cùng với Tấn đi xem những hình ảnh thực tế nhà mẫu ngay sau đây nhé. Xin giới thiệu đến quý vị cửa chống cháy Bostador, thương hiệu nổi tiếng của châu Âu. Bắt kịp xu hướng của thời đại, ngoài các tính năng như chống cháy, chống khói, chống phá, chống ồn, chống hóa chất, cửa Bostador còn đảm bảo tính năng thẩm mỹ sang trọng và hiện đại. Khóa cửa thông minh kỹ thuật số thương hiệu Harford tích hợp 4 chức năng vân tay, bảo mật, thẻ từ cư dân, chìa khóa cơ đảm bảo an ninh tuyệt đối cho từng căn hộ. Thưa quý vị, với cách bài trí tinh tế tạo điểm nhấn thị giác, có thể nói Sunshine City Sài Gòn đã đem đến cho gia chủ một không gian sống thật sự hoàn hảo. Ngoài ra, với không gian rộng và thoải mái, trang bị nội thất tiện nghi và không kém phần sang trọng, tích hợp với hệ thống ứng dụng thông minh có thể điều khiển qua Smart Home luôn làm hài lòng những vị khách khó tính nhất khi tham quan dự án Sunshine City Sài Gòn. Lô gia thoáng và khá rộng, gia chủ có thể thoải mái trong việc bố trí và sắp xếp vật dụng như máy giặt hay là phơi quần áo. Thưa quý vị, còn đây là không gian bếp ấm cúng và vô cùng sang trọng của Sunshine City Sài Gòn. Nhà bếp nằm ngay cạnh phòng khách với những trang thiết bị nội thất như bếp từ. Thưa quý vị, sau một ngày làm việc theo đuổi những giấc mơ, chúng ta lại về đến ngôi nhà thân yêu của mình. Việc đầu tiên chúng ta đều muốn đó chính là dành những phút giây thư giãn trong phòng tắm. Thưa quý vị, phòng tắm với tường ốp đá tự nhiên tạo cảm giác mát mẻ, một số trang thiết bị nội thất giác vàng tinh xảo và đẳng cấp thuộc hệ thống phân phối của thương hiệu Color. Sunshine City Sài Gòn đem lại sự sang trọng và thoải mái, tạo cảm hứng khi bắt đầu ngày mới với cảm giác thư giãn tuyệt vời. Thưa quý vị, đặc biệt với phong cách thiết kế hiện đại mang đậm dấu ấn châu Âu, cùng với đó Sunshine Group luôn tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng các giải pháp công nghệ mới nhất, công nghệ 4.0 sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt. Sunshine City Sài Gòn sử dụng công nghệ tân tiến bậc nhất hiện nay, hệ thống thiết bị ER Gateway được Sunshine Group luôn luôn cập nhật những phiên bản mới nhất để điều khiển tất cả những hệ thống điện nằm trong căn hộ như đèn, rèm cửa, quạt, TV, loa, điều hòa chỉ bằng một nút chạm. Thưa quý vị, điểm khác biệt lớn về công nghệ ở chỗ không chỉ dừng lại ở các gói Smart Home với những nút bấm thông thường, căn hộ Sunshine City Sài Gòn tiện lợi và thông minh hơn nhờ ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc lập trình những kịch bản đã được soạn sẵn trước. Thưa quý vị, dự án Sunshine City Sài Gòn sang trọng là thế, đẳng cấp là thế, tuy nhiên giá bán và chính sách thanh toán có thực sự hấp dẫn nhà đầu tư
Thưa quý vị, đây cũng chính là yếu tố quan trọng cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Hiện nay dự án Sunshine City Sài Gòn đang được mở bán trên thị trường với giá gốc ưu đãi từ chủ đầu tư. Đồng thời dự án còn được hỗ trợ khách hàng vay 70% giá trị căn nhà, không phải trả gốc, không phải trả lãi và đồng thời không phải trả lãi phạt trước hạn trong vòng 20 tháng hỗ trợ lãi suất từ chủ đầu tư quý vị nhé. Thưa quý vị, đoạn video đến đây đã kết thúc. Tấn xin phép gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị đã dành thời gian theo dõi, tham khảo video giới thiệu dự án Sunshine City Sài Gòn của Tấn. Và sẽ vui hơn khi quý vị chọn Tấn là người đón tiếp cũng như hỗ trợ quý vị đi tham quan nhà mẫu cũng như thực tế dự án. Mọi thông tin chi tiết quý vị vui lòng liên hệ đến số hotline bên dưới. Cuối cùng, Tấn xin phép gửi lời cảm ơn cùng lời chúc sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong thời gian sớm nhất.